cái lý do mà cây dừa của chúng ta nó bị héo lá như thế này thì nó có ba cái lý do chính ha mọi người. Cái cách duy nhất để chúng ta xử lý trong những tình huống này thì đã lưu ý lại và rút ra kinh nghiệm, thì cái rễ này là nó truyền lên đây nó sẽ nuôi cái lá này. Nếu cái rễ bị hư là mọi người cắt bỏ lúc đầu luôn cũng được. Rồi, hello cô chú anh chị, mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha. Thì hôm nay Linh sẽ giải đáp một số câu hỏi của cô chú anh chị mình với cái cây dừa mà chúng ta chơi hoặc là lên chậu nó bị héo như thế này, là lý do tại sao nó bị héo, rồi chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Đó, thì cũng rất là đơn giản thôi. Linh cũng sẽ muốn làm một clip nhỏ để gửi đến cô chú anh chị mình ở nhà có tình huống những cây dừa bị héo lá như thế này. Đó, thì chúng ta có thể xử lý theo cách làm của Linh, cũng như là biết cái lý do tại sao nó gây héo lá ha mọi người. Rồi, ngay sau đây Linh sẽ quay cận vô để nói chi tiết hơn để cho mọi người dễ hiểu hơn ha. Rồi, cái lý do mà cây dừa của chúng ta nó bị héo lá như thế này thì nó có ba cái lý do chính ha mọi người. Cái lý do thứ nhất á, là khi mọi người lên chậu nè, mọi người để cái giá thể vô nè, mà để mà ém chặt quá đó, rồi hoặc là cái đáy chậu thoát nước không tốt đó, là nó sẽ bị ứ nước. Nó bị ứ nước tại vì cái cây dừa chúng ta trồng thường ngày á là nó quen với chúng ta tưới vô á, là nước nó sẽ rút được, nó sẽ thoát được, là cái độ ẩm nó có chừng mực. Cho nên chúng ta khi lên chậu mà chúng ta để cho nó bị ứ nước quá đó, giống như chúng ta bỏ cây dừa nó đang sống ở trên nè, chúng ta bỏ xuống dưới ao á, đó thì nó sẽ gây ra là thúi rễ mọi người, bị thúi rễ. Thì ví dụ như là nó thúi cái rễ này thì cái rễ này là nó truyền lên đây nó sẽ nuôi cái lá này. Nó có nhiều rễ, một rễ là nó nuôi lá hai lá gì đó mọi người. Thì cái rễ này bị thối thì tất nhiên là cái lá này không nhận được chất dinh dưỡng thì nó sẽ bị héo đó, và nó sẽ chết dần đi. Rồi cái tình huống thứ hai là khi chúng ta lên như thế này nè, mà chúng ta làm bị dập rễ, làm dập rễ rồi chúng ta bỏ vô là cái rễ nó sẽ bị chết dần đi. Mà cái rễ đó là cái chốt chính là cái rễ, thì cái nó hút chất dinh dưỡng để nó nuôi lá mọi người. Cho nên đó, là khi chúng ta làm hư cái rễ rồi chúng ta bỏ vô đây, rồi chúng ta lên chậu đó, là nó cũng sẽ gây ra héo lá như thế này. Còn cái tình huống thứ ba là do mọi người bỏ quá nhiều phân, cái cây nó hấp thụ quá cho nhiều chất dinh dưỡng, nó cũng gây bị héo lá nữa ha mọi người. Là ba cái tình huống là thường là Linh thấy khi Linh làm dừa bonsai, đã quan sát và đã lưu ý lại và rút ra kinh nghiệm. Thì Linh muốn nói cho mọi người để mọi người có thể chăm sóc cây dừa bonsai mình tốt hơn và tránh những cái tình huống để gây cho cái lá dừa chúng ta héo hơn mọi người. Tại vì chúng ta dưỡng được những cái lá như thế này đó là rất là lâu, mà để héo rất là uổng. Đó, cái cây này là do hôm bữa là Linh đã vô chậu rồi đó, mà cái rễ này nè nó bị héo mọi người. Linh để cũng rất là cẩn thận rồi nhưng mà nó bị héo. Ở trong đây nó vẫn còn tươi nè mọi người, cái tươi cái gốc này ha, nhưng mà nó héo ở trên đây thì nó không cung cấp được chất dinh dưỡng. Đó, thì hai cái lá này héo, tức là cái rễ này nó nuôi hai cái lá đó mọi người. Đó, cho nên cái rễ này bây giờ hư nè, chúng ta bỏ đi. Còn những cái lá còn lại thì rất ok, không bị gì hết. Đó, mọi người thấy xanh tươi. Đó, cái tình huống là mọi người hay thấy cây dừa bị héo lá, hoặc là mọi người đang chơi lên chậu thì héo lá, là cái tình huống là như vậy. Thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì có một số cô chú hỏi là xử lý thế nào, có bỏ phân thuốc gì cho lá tươi lại không? Thì tất nhiên là không có phân thuốc gì mà lá tươi lại được hết, tại vì cái nguồn cung cấp dinh dưỡng nó bị mất rồi mọi người. Cái cách duy nhất để chúng ta xử lý trong những tình huống này thì chúng ta cắt bỏ thôi. Cắt bỏ cái lá này đi. Đó, rồi chúng ta nuôi những cái lá bên trong ra. Đó, chứ không có cách khắc phục nào đâu ha mọi người. Thì chúng ta cắt bỏ thì cắt sát vô như bình thường mà Linh hay hướng dẫn cô chú anh chị mình xử lý cây dừa thôi. Chúng ta cắt sát vô. Đó, cây nó sẽ không chết đâu mọi người. Thường là nó bị héo rễ hoặc là bị úng hoặc là rễ phân nhiều thì nó héo những cái lá già bên ngoài. Nó nheo héo dài cái lá già bên ngoài thôi. Một lá, hai lá, ba lá là cao rồi. Chứ nó không có héo hết đâu. Héo hết là trừ khi quá trời là làm gãy hết rễ, hoặc là bỏ phân quá trời số lượng, hoặc là ngập úng thối hết tất cả những cái rễ mà cái gáo này nó không còn chất dinh dưỡng để cung cấp nữa, là lúc đó nó mới héo hết thôi. Nhưng mà tình huống nó ít lắm mọi người. Rồi chúng ta cứ cắt sơ sơ như thế này rồi để đây, từ từ nó sẽ đẹp lại thôi. Rồi lá này thì chúng ta cũng xử lý luôn, cắt bỏ luôn.
có một số cô chú anh chị thì đã nuôi tới vậy rồi, rồi sợ cắt bỏ tiếc, nhưng mà không cắt bỏ thì nó cũng bị héo thôi mọi người. Đó, nó cũng bị héo thôi, chúng ta nên cắt bỏ đi. Đúng ra là nó vừa héo héo á, là chúng ta đã cắt bỏ rồi. Cái này Linh để lại hai ngày trước để tính làm clip cho mọi người, mà bữa nay mới có rảnh quay cho mọi người xem, làm clip cho mọi người xem. Thì vừa héo héo là chúng ta cắt bỏ đi, để cho nó đừng có tiêu hao cái chất dinh dưỡng nhiều. Đó, để nó tập trung, nó nuôi lại những cái lá kia, cho cái cây dừa chúng ta xanh tốt, nó tươi hơn ha. Đó, cái này là Linh cắt hơi trễ rồi. Mọi người đừng tiếc, vừa héo là mọi người cắt bỏ đi. Đó. Rồi, trước mắt là cắt như vậy thôi. Rồi, còn cái rễ này thì bây giờ là nó đã bị hư thì chúng ta cắt bỏ luôn. Nếu cái rễ bị hư là mọi người cắt bỏ lúc đầu luôn cũng được. Đó. Tại vì cái cây dừa là nó có rất là nhiều rễ. Đó, nếu mà rễ bị hư như thế này mọi người cứ mạnh dạn cắt bỏ đi. Cũng có khi cái rễ chúng ta cắt bỏ mà lá không héo mọi người, tại vì có khi nó cung lên đây nó nuôi chất dinh dưỡng, mình không biết cái đường dẫn chất dinh dưỡng nó là cái đường nào chính xác. Thì chúng ta rễ hư thì chúng ta cứ cắt thôi. Như rễ này nè, nó nhỏ nhỏ mà nó sống rất là mạnh mọi người. Nó nhỏ xíu mà nó sống nè, nó cứng tươi luôn đúng không? Như cái rễ này là Linh thấy là nó hư rồi nè, rễ này nó bị hư rồi nè. Đó. Khi chúng ta lên chậu đó là có những cái rễ á, là tiếc, đúng ra là Linh nó cắt bỏ từ đầu luôn, là thấy nó tiếc để lại để cho nó có cái dáng đẹp, và cuối cùng nó cũng chết thôi mọi người. Có những cái rễ là nó không hút được nước. Cái rễ đó là cái rễ này nè mọi người. Đó. Mọi người thấy là đó, đây. Nó chết rồi nè. Đó, thì chúng ta xử lý, chúng ta cắt bỏ luôn. Đó. Chứ mọi người để nó còn hơi tươi tươi này nó cũng tiêu hao chất dinh dưỡng đó mọi người. À, chúng ta cắt bỏ luôn cái rễ này. Rồi, chúng ta còn nhiều rễ đây. Có khi có những cây dừa có chỉ có hai rễ nó vẫn sống bình thường mọi người. Đó, vẫn đẹp thôi. Chỉ trong vài phút thôi, 1-2 phút thôi thì chúng ta xử lý được ba cái tình huống gây cho cây dừa của chúng ta héo lá ha mọi người. Linh xin nhắc lại là một cái tình huống là chúng ta gãy quá nhiều phân, ta bỏ quá nhiều phân vô đây thì nó gây héo lá ha mọi người. Và cái tình huống thứ hai thì chúng ta vô chậu chúng ta làm bị gãy cám. Đó, cho nên là Linh Hy dặn mọi người là thay chậu, thay đất gì đó là đừng nên làm cho nó gãy cám ha. Nó hạn chế nhất có thể. Đó. Như cây này nè, Linh vô là bị gãy cám nè, cho nên là nó chết hai cái rễ nè. Đó. Còn một cái tình huống nữa là mọi người vô những cái giá thể hoặc là cái chậu không thoát nước tốt thì nó bị úng, ngập úng thì nó cũng gây thối rễ thì nó không hút chất dinh dưỡng lại được thì nó sẽ gây héo cái lá luôn ha. Rồi clip hôm nay chỉ có vậy thôi mọi người. Linh xin chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ tự tay mình làm được những cây dừa bonsai thật đẹp ha, để chúng ta trưng trong nhà, trong phòng khách để chúng ta đón tài lộc về cho gia chủ chơi cây dừa bonsai. Rồi clip của Linh xin tạm dừng ở đây ha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người ha. Hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau trên kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh của mình ha.